Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày cuối tuần. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng mạnh, tăng tới 12,42 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,69%. Giao dịch quanh ngưỡng 1.802 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.784,79 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.802,27 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đóng cửa tuần này bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 0,56%, giao dịch ở mức 105,674 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin hiện tại tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,39%, giao dịch ở mức 24.500 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần này bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là 1,80%, giao dịch quanh ngưỡng 2,837% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô hiện tại quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 2,25%, giao dịch ở mức 91,860 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã có hai phiên tăng liên tiếp đầu tuần này được hỗ trợ bởi đà suy yếu đi của đồng đô la Mỹ, trong khi những người tham gia thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để tìm kiếm những manh mối về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Tuy nhiên, thì trong hai phiên sau đó giá vàng lại đi xuống khi mà bình luận của các quan chức Fed làm giảm đi hy vọng về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, ngay cả khi số liệu cho thấy nhiều dấu hiệu lạm phát đã chạm đỉnh. Mặc dù hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch ở ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce, giới đầu tư nhiều khả năng sẽ chớp cơ hội để mua vào, vàng có vẻ đang có một sự phục hồi vững chắc. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng về dài hạn thì thị trường kim loại quý vẫn sẽ chịu áp lực mạnh mẽ khi mà Fed vẫn duy trì lập trường của mình trong thắt chặt chính sách tiền tệ, với dự báo giá có thể quay lại ngưỡng 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Theo ông Rupert Lowring, chuyên gia phân tích thị trường của công ty quản lý tài sản Kinesis Money cho rằng tiềm năng tăng giá của vàng có thể bị hạn chế bởi Fed. Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của công ty dịch vụ môi giới tài chính ONDA Mỹ cho rằng giá vàng sẽ gặp khó khăn nếu Fed thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ. Còn theo ngân hàng Goldman Sachs Mỹ đã hạ dự báo đối với giá vàng với đánh giá về mặt cấu trúc vàng vẫn chịu sức ép do các yếu tố về tăng trưởng và thắt chặt tiền tệ. Với mức giá 1.802 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương khoảng 51,1 triệu đồng trên lượng sau khi quy đổi. Như vậy thì giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn thấp hơn giá vàng SJC trong nước tại chiều bán ra, rơi vào khoảng 16,5 cho đến 16,6 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 13 tháng 8, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Hà Nội niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 66,55 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và 67,55 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Cùng thời điểm thì Doji Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch vàng ở ngưỡng 66,6 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,55 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC tại khu Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết giá vàng ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,62 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. SJC Thành phố Hồ Chí Minh thì niêm yết giá vàng mua vào ở ngưỡng tương tự, còn giá bán ra ở ngưỡng 67,6 triệu đồng trên lượng. Như vậy là so với phiên giao dịch ngày hôm qua thì giá vàng SJC tại cả ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 300.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước vẫn duy trì đà tăng khá mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. Tăng 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.660.000, bán ra 6.755.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 15.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.755.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.680.000, bán ra 6.755.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.755.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.655.000, bán ra 6.753.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào, tăng 23.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.658.000, bán ra 6.754.000, tăng 23.000 ở chiều mua vào, tăng 25.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.685.000, bán ra 6.730.000, tăng 35.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.630.000, bán ra 6.750.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, 35.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.655.000, bán ra 6.755.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này, giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác tăng 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.763.000. SJC Bình Phước mua vào 6.658.000, bán ra 6.762.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.662.000, bán ra 6.765.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.762.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng tăng trong khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên mỗi lượng, hay tăng trong khoảng 6.200 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.275.000, bán ra 5.365.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.265.000, bán ra 5.325.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.142.3.000, bán ra 5.272.3.000, tăng 14.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 3.809.1.000, bán ra 4.009.1.000. Vàng 14K mua vào 2.919.8.000, bán ra 3.119.8.000. Vàng 10K mua vào 2.035.7.000, bán ra 2.235.7.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.